Anh chàng này đang làm gì đây? Anh đang đi tè. Không. Đi xem anh chàng này làm cái gì mà anh cười. Anh chàng đang cười, anh đang leo cao. Leo cái cầu. Úi trời ơi, úi trời. 1 2 3 đang hái cầu quý bạn ạ. Anh chàng này đang hái cầu. Các bác xem anh chàng làm gì. Nhanh như chớp và nhanh như sóc. Anh chàng này đã học sinh dân tộc thiểu số Hara ở tỉnh Quảng Ngãi, leo lên hái cầu. Trong vòng 2 nốt nhạc, ảnh đã leo lên tới đột của cây cầu rồi. Và xem ảnh đang làm gì đây. Ảnh đang làm gì? Úi giời ơi, đang hái một buồng cầu. Bây giờ ảnh bay xuống, bay xuống như thế nào. Úi trời ơi, không biết là xuống dưới đất thì chim sẽ không biết là nó sẽ còn sống không nữa.